Vậy thì chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước. Ngày hôm nay họ sẽ ra sân với thủ thành mang áo số 1, đội trưởng Tấn Trường. Bộ tứ hàng phòng ngự sẽ là Ngọc Đức, Tấn Sinh, Việt Anh cùng với Hoàng Dương. Ba người thi đấu ở khu vực tiền vệ sẽ là Minh Tâm, Tự Nhân cùng với Mạnh Hùng. Và ba cầu thủ chơi trên hàng công sẽ là Công Phượng, Thanh Bình và Hồ Sĩ Giáp. Đối với đội khách Khatoko Khánh Hòa ngày hôm nay, họ sẽ ra sân với thủ thành mang áo số 93, đó là Ngọc Cường. Bốn cầu thủ thi đấu hàng phòng ngự sẽ là Trường Trân, Hoài An, Thanh Thụ cùng với Văn Quang. Hai tiền vệ bốn người sẽ gồm có Nhật Tân, Minh Lợi, Thanh Vị và Minh Đức. Và hai cầu thủ chơi ở trên hàng công sẽ là Văn Tiếp cùng với Văn Cường. Và như vậy là hiệp một trận đấu giữa Trường Tư Bình Phước và Khatoko Khánh Hòa cũng đã chính thức bắt đầu. Đó là huấn luyện viên Trần Trọng Bình đang giúp cho Khatoko Khánh Hòa mang lại nhiều như sự hy vọng. Cầu Phượng chính là cầu thủ đang mang về bàn thắng duy nhất trong trận đấu mà Trường Tư Bình Phước đã vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 1-0 tại vòng loại cúp quốc gia. Cầu Phượng xuất sắc. Quyết định cực kỳ táo bạo đến từ cầu Phượng. Đang làm hàng rào. Cầu Phượng không được. Cú đá bóng chưa thể vượt qua được hàng rào và xuất sắc. Cú đá là của Song Ngọc Đức. Và thêm một quả đá từ xa. Điều kiện thời tiết như thế này cho phép những cầu thủ của Trường Tư Bình Phước xuất sắc nhiều hơn. Đông Á Thanh Hóa và giành luôn ngôi vị vua phá lưới với 5 bàn. Sĩ Giáp liên tiếp là những tình huống nhồi bóng vào phía bên trong và tiếp tục là thêm một cú đá nữa của Công Phượng. Cầu thủ đang chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà, Thanh Vị, Hà Minh Đức, không chính xác hơn đó là Văn Quang treo bóng. Tình huống pha bóng là của Tấn Sinh. Ánh mắt rất tập trung của Công Phượng vào quả bóng đây. Đánh đâu không được. Một đường truyền tốt vào phía bên trong của Công Phượng. Xử lý bóng khá mềm đến từ Công Phượng. Thanh Bình phía bên trong của Sĩ Giáp. Thanh Bình. Công Phượng mở bóng sang phải dành cho Hoàng Dương. Phối hợp bóng hay. Tự Nhân xuất xa. Chưa được. Khá nguy hiểm. Hoàng Minh Tâm chưa có gì quá đặc biệt trong cách phối hợp tấn công của đội chủ nhà. Để tiếp đón Hòa Bình, Phù Đổng Ninh Bình thì sẽ đối đầu với Long An và Đồng Tháp sẽ có trận đấu với Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có lỗi việt vị. Tạt vào. Chưa thể vượt qua được Tấn Kiệt. Song Ngọc Đức. Khá hay, Hồ Sĩ Giáp. Cơ hội. Không vào. Cú đá chưa thể vượt qua được Ngọc Cường. Đây có thể được coi là cơ hội rõ nét nhất dành cho đội chủ nhà. Đường chuyền hay của Song Ngọc Đức dành cho Sĩ Giáp và không có lỗi việt vị của số 10. Cú đá thì lại quá hiền đối với thủ thành đội trưởng của Khatoko Khánh Hòa. Thanh Bình cũng đã chủ động mang xuống. Minh Tâm thả bóng dành cho Hoàng Dương. Hoàng Dương không có lỗi của Hoàng Dương. Hoàng Dương tạt vào. Cơ hội. Mạnh Hùng sút ngay. Không vào. Sau khi hiệp 2 quay trở lại thì lúc này Trường Tư Bình Phước họ đã tung ra được nhiều cú đá hơn. Và sự nguy hiểm cũng đã lớn hơn so với những tình huống dứt điểm ở trong hiệp 1. Tưởng rằng như tình huống này đã cho qua nhưng không. Sau đó thì Thanh Thụ đã có một pha phòng ngự chưa tốt, bóng đến với Mạnh Hùng. Nguy hiểm. Bóng hay. Sức ép thì vẫn chưa cho qua. Công Phượng xuất sắc. Đây rồi. Đó là Công Phượng và 1-0 dành cho đội chủ nhà. Bàn thắng thứ hai của Công Phượng trong màu áo của Trường Tư Bình Phước. Công Phượng rất có duyên với mạng lưới của Khatoko Khánh Hòa. Còn nhớ vào mùa giải năm 2015 trong trận đấu ra mắt tại V-League thì Công Phượng đã có được cú đúp vào lưới của Khánh Hòa. Khi lúc đó Công Phượng chơi trong màu áo của Hoàng Gia Lai và bây giờ là Trường Tư Bình Phước. Một cú đá bóng lập bập. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đây không phải là lần đầu tiên mà Công Phượng sút xa ở trong cuộc so tài ngày hôm nay.
Và giờ thì anh đã thành công. Vẫn là một cách ăn mừng quen thuộc của cầu Phượng. Và người hâm mộ bóng đá Bình Phước đã chờ đợi vào điều này quá lâu rồi. Hoàng Minh Tâm và cầu Phượng. Cầu Phượng sút bóng. Không vào! Vẫn không. Không được rồi. Đúng là cầu Phượng đang tìm lại chính mình. Một phiên bản cầu Phượng táo bạo hơn. Khả năng dứt điểm từ xa của cầu Phượng đang làm khó đối với Ngọc Cường. Và nếu như không có sự xuất sắc của Ngọc Cường thì hoàn toàn mảnh lưới không thành của Kha Toko Khánh Hòa đã phải rung lên lần thứ hai. Thanh Bình rất hay. Hồ Sĩ Giáp. Hồ Sĩ Giáp căng ngang. Không được. Vẫn có. Không bao. Vô lê. Bóng hai. Không chưa có bàn thắng thứ hai. Và cái thứ bóng cuối cùng là của Lê Thanh Bình. Tạt bóng. Đánh đâu. Vẫn không vào. Giờ đây là Tân Sinh. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống đánh đầu của Tân Sinh. Ngọc Cường đã cứu thua bằng những đầu ngón tay. Và lúc này thì đang có một cầu thủ của đội chủ nhà bị đầu. Cơ hội sút bóng. Rất căng. Những cú đá như thế này hoàn toàn có thể tạo được sự bất ngờ. Công hậu đã thử vận may. Nhưng chỉ là phạt góc dành cho Kha Toko Khánh Hòa mà thôi. Nên nhớ rằng là bàn thắng đến ở trong cuộc so tài ngày hôm nay cũng đến từ một cú đá như thế này. Và bóng đã chạm vào Lê Thanh Bình trước khi đi ra hết đường biên. Nhưng sau đó thì lại là một sự chà choạc đến từ Hồ Tấn Sinh. Tạt vào. Cơ hội. Hoàng Phương. Hoàng Phương trả ngược lại bóng hai. Bóng quá cao với khung thành của Tấn Trường. Vẫn là cú đá bóng từ xa của công hậu. Những niềm hy vọng mang tên Anh Khoa và Quốc Thắng đã đâu. Vẫn chưa thể thành công. Bóng vừa chạm vào đầu của Thanh Thụ. Hoàng Dương. Như vậy là Hoàng Dương vẫn có thể chơi được ở trong những khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Lại là một tình huống tranh chấp có sự xuất hiện của công hậu. Trước đó thì công hậu đã phải nhận một tấm thẻ vàng rồi. Và đây là tấm thẻ vàng thứ hai. Và đồng nghĩa với việc Kha Toko Khánh Hòa họ sẽ thi đấu thiếu người từ giờ đến hết trận. Sầm Ngọc Đức. Không có lỗi của Sầm Ngọc Đức. Rất hay. Phản công. Vẫn công. Sáu cầu thủ của đội chủ nhà. Công Phượng. Công Phượng làm gì? Rất đây. Cơ hội. Không vào. Chưa phải là dấu chấm hết. Một tình huống mà sáu cầu thủ của Trường Thiên Bình Phước với một cầu thủ của Kha Toko Khánh Hòa thôi. Nhưng không phải là bàn thắng thứ hai. Lợi thế dành cho đội chủ nhà. Công Phượng ở phía hành lang cánh phải. Công Phượng. Công Phượng cơ hội. Sút bóng. Vào. Phượng nở hoa. 2-0 dành cho Trường Tươi Bình Phước. Đây là dấu chấm hết dành cho Kha Toko Khánh Hòa. Và chắc chắn ở trong trận đấu ngày hôm nay thì Trường Tư Bình Phước họ sẽ có được 3 điểm đầu tiên. Một cú đúp dành cho Nguyễn Công Phượng.
không quá ngạc nhiên khi mà Khatoko Khánh Hòa họ thi đấu thiếu người. Công Phượng trước đó thì cũng đã có được những cơ hội nhưng anh kiến tạo, anh truyền dành cho những người đồng đội. Và bây giờ thì anh chính anh ghi bàn. Rất hay. Đây là những pha xử lý bóng sở trường đến từ Nguyễn Công Phượng. Rất lạnh lùng. Quá lâu rồi thì chúng ta mới thấy hình ảnh Nguyễn Công Phượng bay cao như vậy. Đã có tiếng còi rồi. Tình huống tranh chấp có lỗi của Công Phượng với Hoài An. Có vẻ như là Công Phượng chưa muốn dừng lại. Nhật Tân. Hơn 4 phút đã bù giờ của hiệp 2 đã trôi qua rồi. Và đúng lúc này thì tiếng còi mã cuộc của trọng tài Đỗ Thanh Đệ cũng đã được vang lên. Cuộc so tài giữa Trường Tư Bình Phước và Khatoko Khánh Hòa đã khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước với cú đúp của Nguyễn Công Phượng. Ngôi sao sáng nhất ở trong trận đấu ngày hôm nay đã mang về 3 điểm đầu tiên dành cho đội chủ nhà. Và cũng như là mang về những bàn thắng đầu tiên dành cho Trường Tư Bình Phước tại giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng mùa giải năm nay. Với chiến thắng này thì Trường Tư Bình Phước họ sẽ tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với cùng 4 điểm so với câu lạc bộ bóng đá Huế. Còn đối với Khatoko Khánh Hòa thì đội bóng này vẫn đang gặp khó khăn khi trong 2 trận đấu vừa qua họ để thủng lưới 3 bàn và chưa ghi được bất cứ một bàn thắng nào. Và đến đây thì phần bình luận trực tiếp của FPT Play trận đấu giữa Trường Tư Bình Phước và Khatoko Khánh Hòa cũng xin được phép khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi theo dõi trận đấu này. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những trận đấu diễn ra tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.